Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Công Minh, 35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước về tội giết người. Theo cáo trạng, thì Lê Công Minh và chị BTPH, ngụ ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Minh nhiều lần đánh chị H, nên thường bị bà TTKP, mẹ của chị H, đuổi ra ngoài mỗi khi đến nhà chơi. Khoảng 16 giờ chiều 9 tháng 2, 2021, sau khi đã uống rượu, Minh nhờ bạn chở đến nhà của chị H để lấy xe máy. Tại đây, Minh bị bà P chửi và đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Minh rút dao thủ sẵn trong người, đâm bà P tử vong. Chị H chạy ra can ngăn thì cũng bị Minh dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường. Cùng ngày thì Minh bị công an huyện Hớn Quản bắt giữ và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.